ơi đi chơi. Tìm bản đồ coi. Mình xem coi. Coi heo đất. Đây. Xem heo đất xem bản đồ. Thôi không nắm, không nắm. Đi nha. Đi rồi. Đi lạc. Mẹ đứng đợi em nha. Rồi. Thôi. Mấy chú cô đi theo kìa. Mẹ lấy. Trời ơi. Không có thời tướng ở đất tay. Sau thử thách vừa rồi thì chắc là em yên tâm ha. Đâu em cũng không có gì phải trăn trở ha. Còn chị thì... Dạ. Ở tập trước, chuyến xe của Mẹ Ơi Đi Chơi đã đưa hai gia đình về với vùng đất Bến Tre, bình yên mát mẻ. Bún và mẹ Vi đã chiến thắng trong trò chơi nên được ưu tiên chọn phòng nghỉ có view hồ bơi mát mẻ. Cô nàng Cún cũng đã rất tốt bụng khi chia sẻ căn phòng bên cạnh cho cậu bạn Bon Bon và mẹ Xuân Thảo. Nửa ngày trôi qua, tình bạn giữa hai bạn nhỏ đã dần hình thành. Hãy cùng theo dõi những diễn biến thú vị, gay cấn tiếp theo trong Mẹ Ơi Đi Chơi nhé! Rồi, mời mẹ Bon với Bon ăn đi. Dạ, mời chị với Cún. Mời mẹ. Rồi, mời. Con mời mẹ của con. Rồi con mời ai nữa? Con mời mẹ con là bạn nè. Wow. Cũng là công chúa siêu nhân mà, nó đâu có sợ đâu. Ê! Ê! Nope. Em thấy nhiều con kiến mà. Không sao đâu. Kiến nó đang đi kiếm đồ ăn cho mẹ nó ăn á. Ơi có kiến nha. Ơi ơi. Hello. Ông ơi. Ba lô này của ông mà. Ba lô này của ông mà. Của bạn mà. Của bạn mà. Ừ, con bằng tuổi mà. Quên. Giỏi quá. Đúng vô. Trứng ngon. Dạ ngon. Ừ. Là ngon. Con ơi. Sao con? Ở nhà cô toàn nhảy nhót. Ờ sao con? Nè mẹ, nhìn đi. Ha, lo ăn đi Cún ơi. Lo ăn đi Cún ơi. Đúng rồi đó, lo ăn thôi nào. Dạ con mời các cô chú ăn ạ. Con mời các cô chú ăn. Chú rót bột mà muối đại để cho có đồ ăn này con hộp biển nè. Hộp biển. Rất đồ ăn nè. Đồ ăn sao lưng này đồ ăn mừng mừng rắn. Chuyện khó như vậy mà cũng nghĩ ra được nữa sao bé Cún ơi. Mạnh mẽ đâu. Yeah, số 1 đâu. Đi thôi. Mẹ đi với em mẹ ơi. Con có con đứng cùng. Cái đằng sau lưng mà. Con đi từ từ thôi. Con đợi mọi người. Em đi sau lưng con. Nhiệm vụ đi hái rau một mình có vẻ là vô cùng thử thách đối với cô nàng Cún. Hãy cùng quan sát xem cô nàng có thực hiện được nhiệm vụ của mình không nhé. Và thế là hành trình hái rau chỉ còn mỗi Bon Bon đơn độc. Bon Bon ơi, cố lên. Ui à. Ôi, cái này nó cứng quá. Ui à. Có bàn chân lạnh. Được chưa? Yeah, yeah, yeah. Nên bây giờ hả? Vậy hả? Có ai phụ em không? Không. Con. Ai phụ nó đúng nè. Có ai? À, vậy con cảm ơn anh chưa? Con cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn Bo. Bạn. Ờ, anh có quên bạn hay gì? Ba lô này của ông mà. Của bạn mà. Của bạn mà. Ừ, có bằng tuổi mà. Mới chỉ có nửa ngày thôi mà khoảng cách giữa hai bạn nhỏ đã hoàn toàn biến mất rồi. Tuy nhiên, dường như các mẹ lại có một nỗi lo lắng rất lớn khác. Cuốn dường như là đi đâu cũng có ba mẹ đi cùng, mà cái đó cũng là do ba mẹ dạy cho Cuốn phải như thế. Bon nhà em cũng em kêu là đi hái cũng không có đi, tại vì cũng sợ nó là con không có biết, con đâu có biết đâu mà con đi đó, cũng sợ mà đâu, chứ không phải là đùng cái là đi liền đâu. Nói chung là mình cũng cảm thấy là con mình hơi nhút nhát thì mình cũng hơi lo. Thì các mẹ có muốn cho các con tham gia cái thử thách này hay không, để xem là các con liệu có dám đi một cái chuyến đi xa ra bên ngoài, môi trường bên ngoài mà lần đầu tiên không có mẹ gì cả. Các mẹ có muốn thử các con? Bây giờ thì muốn thì thật ra là chị cũng muốn. Em cũng muốn. Em muốn là Bon sẽ được thử thách những cái cấp độ cao hơn tí. Em nghĩ là Bon cũng sẽ đi á. Theo dự đoán của chị thì chị nói đó, 90% là Cuốn nó sẽ dùng một lý do để nó thoái thác, nó không đi. Còn 10% hên xui. Liệu rằng dự đoán của các mẹ có chính xác với hai bạn nhỏ? Hồi nãy là Bon nè với lại Cuốn rất là giỏi trong việc hái rau. Dạ. Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Yeah. Bây giờ mình có thêm một nhiệm vụ nữa thôi. Yeah. Đó là mình sẽ đi lấy trứng. Một cái rổ trứng mà chương trình tặng cho hai gia đình mình, cho nên là mình phải đi theo cái bản đồ này nha. Đây là cái nhà của mình ha. Mình sẽ đi theo cái hướng này nha. Đi ra mình quẹo phải, đi đến đây căn nhà này. Nhà này của mình đi qua. Có con gì đây? Con heo đất. Con heo đất ngay ở ngoài. Thì căn này chính là nhà của bà Năm. Và ở đây mình sẽ có được một rổ trứng gà. Nhưng là hai bạn sẽ đi với nhau, hai mẹ sẽ ở nhà để nấu ăn chứ không có đi cùng hai bạn. Con sợ chó sói. Ở đây không có chó sói. Giống như hồi nãy con với lại Cuốn nó đi rất là giỏi, đi một mình đó. Bây giờ mình cũng sẽ giỏi như vậy nha. Chó sói không? Không, dẫn bạn Cuốn đi chung. Không. Đi mình là con đi một mình không có mẹ mà. Ok, đồng ý. Hay quá, sao mình về mình làm cơm trứng nha. Nhưng mà mình nhớ là mình em gọi trứng. Em gọi trứng luôn. Giỏi quá rồi, bắt đầu nha. Xin mời hai bạn đi. Ê, đây. Giờ đây là cái tờ hướng dẫn. Rồi hai bạn ve một cái nè, ve với nhau đi. Hai bạn ve. Thôi em ngại bên này quá. Thôi kỳ quá. Bye. Ve với bạn một cái. Ok. Rồi. Meli nha. Ok. Rồi nắm tay nhau đi học. Rồi ve. Nắm tay đi, mình không có lạc nhau. Thôi không nắm rồi đi nha. Đi. Mẹ đứng đợi em nhé. Rồi. Thôi. Mấy chú cô đi theo kìa. Mẹ Ly. Trời ơi. Không có thời tướng ở đứng đây. đi trước. Đi tìm trứng bên nhà của bà ơi bà. Đi. Trời ơi, không chịu đi bạn đâu. Con gái gì dữ vậy? Con đi đằng sau nó cũng thấy. Chơi nhà bà. Đi tới nhà của bà 15. Nói với đấy không? Chạy nhanh luôn. Chạy nhanh lên. Đúng rồi không Cuốn? Ừ. Coi coi, đúng không? Đúng rồi. Đúng chưa? Ừ. Nhà mình đây đúng không? À, đi sang qua đây lên đây luôn. Ừ. Ôi, ơi, xem lại ơi. Xem lại. Ôi là mình ở nhà ở đây, mình sang qua đây bên phải này, xong cái qua trái. Bà đang ở trong đây hả? Ừ, thì không biết bà có ở đó. Có con heo đất. Heo đất à? Vậy bà 15, bà 5 nữa. Mẹ con đợi con hả? Mẹ đợi con đúng không mẹ? Mẹ ngồi trên ghế mới xanh đợi con đúng không? Đúng rồi. Chú bỏ vậy con nha. Không phải mẹ, không phải siro nha. Lát mình đi tìm xong xong. Tiên cá nó đặt tiên cá. Mình đi. Trời ơi. Lát mình tìm xong là mình về nhà nha. Mình về nhà với mẹ. Ơi, tìm lại tìm bản đồ coi. Mình xem coi con heo đất. Đây. Con heo đất xin bà nói. Ôi, quay lại. Nhà mình này đúng không? Có hai cái cửa sổ nè. Xong cái mình tới nhà, mình qua phải xong cái lên. Xong cái mình mở cửa ra. Lát mình mở cửa ra xong cái mình xin con heo đất là xin con cái trứng á, biết không? Biết không? Dòng người vội vàng bước ra, chợt như chiếc hôn thế thôi. Nhà của mình á là mình qua phải lên trái là vô cửa của bà. Bà 5. Ấy, con chim. Nhà mình ở đây đúng không? Không có mình ở đây qua đây lên đây. Thôi anh chị mình quay lại đi. Nghe tiếng con giới không? Nghe không? Ở ngoài đường này mình hay nghe mấy cái tiếng động gì quá ha. Ê, đi mỏi chân không? Không. Ở chân kia ai làm gì cho con? Dạ bà 5 à. Không phải, mình phải hỏi chứ. Té. Thôi mình vô mình coi thử. Con heo đất kìa. Ra đây. Dạ ở đây phải nhà bà 5 không? Rồi con tới lấy trứng phải không? Lấy trứng gà. Vô, con lấy trứng gà ha. Cảm ơn con An. Con mấy tuổi? Con 4 tuổi. Giỏi vậy á. Con đi học chưa? Đi học rồi. Vậy con ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Ăn với gì? Ăn cơm trứng. Giỏi quá. Con ôm được không? Dạ. Con ôm được không? Đứa ôm trái nha. Cho con trái dừa. Hơi nặng. Được không? Dạ không? Dạ không? Rồi giờ làm sao? Ủa dạ? Đưa vậy hả? Còn con ôm tải đi. Nặng lắm. Không có nặng. Dạ không. Rồi, giỏi chưa? Dạ. Con cảm ơn. Đi. Con cảm ơn bà. Đi thôi. Vậy học giỏi nữa không? Dạ. Dạ, cứ chạy ở đây. Chắc ngồi đây đợi ba mẹ tới đây luôn. Nhanh lên. Sao lên mặt con mẹ? Mệt quá. Lại mặt con muốn xỉu luôn. Con mặt luôn. đi. Đi thôi. Mọi người đâu rồi? Ba đi làm gì? Đợi này cho mày. Thôi. Mệt quá. Mệt quá. Đi. Nhanh luôn. Chạy nhanh. Cái chân trứng bởi. Ui da. Thôi chạy. Xe tới. Chạy. Thôi chạy rớt mà. Gì chạy nhau vậy ba? Ây da. Gì đó vậy? Một hai đi thôi. 1 2 1 1 2 3 4 5 10 9. Đợi coi. Chạy gì? Ôi ơi, cảm ơn mẹ ơi. Ơi. Wow, con nhỏ vậy. Cô đem được cái dừa. Cô đem được nhiều mấy cái nặng luôn. Wow, con giỏi quá à. Em thấy cô heo với lại em thấy cô chó. Quá giỏi quá. Cho chịu ăn một cái trứng được không? Được luôn. Có chứ.